cây cảnh của ảnh mà hái ăn anh chửi. Đây đây là các bạn đó. Hồi nhỏ hay lên ra đồng á, ra đồng hái hái cái này với me với gì keo á. Keo là từ địa phương keo, nhưng mà từ toàn dân là cái gì ta? Keo á, cái trái keo á các bạn. Từ toàn dân là từ gì á? Ai biết comment nha, bởi vì từ địa phương Phú Yên là keo. Wow. Keo ăn á các bạn nha, chứ không phải keo tràm ở miền Tây đâu nha các bạn. Wow. Các bạn ơi, các bạn có gợi ý đề xuất gì về đàm đạo với ảnh, hướng dẫn cho ảnh thêm nè các bạn đó. Ảnh đang đam mê tứ quý cúc, là bông cúc đó các bạn. Wow. Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Alo. Ngày hôm nay Mr. Alo đi đi vô một cái vườn vườn hoa của đại lý Hồng Sao Anh. Và ảnh đang dọn bể cá, hồ cá cho con ảnh nè. Ngày hôm nay ảnh có mời cà phê uống nè các bạn. Cà phê đen thành phố Tuy Hòa 7.000 7k một ly, nhưng mà nguyên chất nha các bạn. Đó. Cà phê sạch hình như 10 ngàn hả? 10 ngàn. Hồ cá đó anh nuôi gì anh Ba Sa? Nuôi gì? Cái gì trong đó? Xin giới thiệu cho các bạn. Ảnh đang nói cái cây này là cây độc lạ. Độc lạ gì, giới thiệu cho mọi người biết đi. Cây này là cái gì? Cây gì? Nhớ tên không? Nhưng mà nó lạ là cái gì? Chanh cái lẹ gì đâu, nhưng mà nói lẹ cái lẹ gì Giống như chanh. Cái nè, này có trái gọi là nè, cây bonsai không? trái nè Ồ đây nè các bạn đó. Tí lia là gần cho các bạn cái cây này nè. Cây này ai biết tên là gì không? Ảnh biết đâu mà quên rồi. ảnh chồng mà ảnh không biết tên là gì hết. Đây lia cho các bạn cái cây cây này đó. Cây này ai biết tên nói giùm cho ảnh đi các bạn. Cái nó lạ, nó nhỏ nhỏ là đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây, đó. Rồi, cây này không biết tên nhưng mà đọc lạ giống cây chanh. Mình thấy cũng thơm thơm á các bạn. Đâu, mình coi. Mình coi thử. Mấy đứa nhỏ không hái giờ chưa á. Thơm thơm, đó, chị ho cho mấy đứa nhỏ. Rồi, còn cây này là cây gì ha? Lộc vừng hả? Cái mít nè các bạn. À, bính này chắc vài năm nữa mới ra trái. Còn đây là cây gì? Sorry. Seri mình hay ăn hả? Seri cảnh nha các bạn. Còn kia giống cây mãng cầu ha, cây gì? Còn cái cây đang đang ươm này là cái gì? Mai tứ quý ghép nè các bạn. Cái này khoảng bao nhiêu năm, là bao nhiêu tháng là nó thành quả để bán? Một năm, vậy là cuối năm nay bán được nè các bạn. Mai tứ quý đang ghép. Seri cảnh. Đó. Ồ. Bên kia có gì kìa? Cây gì đó. Đó. Quất. Nhà đàm. Ồ, cây này là cái gì? Bông trang rừng nè các bạn, nghe là lạ không? Ồ, anh này anh trồng nhiều cây độc lạ với ta. Rồi làm cái bàn ghế đá này là biết cái gì không các bạn? Cái trụ điện, cái dây điện quấn nè, với mấy khúc gỗ nè. Đó. Rồi xe xe kia là giờ mình đi ra cái này nha. Đây đây là vườn cây cảnh của ảnh. Ảnh là chuyên mai nha các bạn. Đây cây mai của ảnh là mai 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 rừng hả? Mai tư quý hả? Mai rừng này. Cái sim cảnh nè các bạn, nhịp sim gì? Sim trái hả? Sim ăn trái các bạn, ghê không? Đu lạ lạ không à. Còn đây hoa giấy. À, bông trang thì bình thường rồi đúng không? Ồ, trong này có cây linh đăng này đúng không? Với cái lá với lá gì? Lá mơ, nhưng mà đây không phải lá mơ mà ở miền Trung gọi lá thù địch đấy. Đây, quay. Quay cho các bạn lá thù địch nè, là lá mơ. Lá mơ nhưng mà lá mơ đây là lá thù địch đó, đúng là thù địch. Còn lá mơ á. Lá mơ đâu? Này là linh đăng nè. Lá thù địch nè. Lại còn đây là dồi dồi gì? Lá bút dồi nè, để ăn chị thuốc nè, toàn là lá chị thuốc không các bạn, chị đau bao tử đúng không à, đó linh lăng nè đó.
cũng đầy đủ chứ bộ. Đó rồi, lá mơ đây hè, này hình như mồng tơi đúng không? Này mồng tơi với lá được gì? Thu địch hả? Còn cái lá to to kia là lá lộc vừng đúng không? Lá mơ nè. Đâu? Lá mơ đấy. Lá mơ mà sao lá nó khác vậy? Nhỏ À, nó chưa hả? nhỏ kia lá mơ tím kìa. Mơ tím đâu? Còn đây là lá, hình như lá mình hay ăn là lá gì đây quên rồi. À, xà đen. Đây, xà đen nè các bạn. Đó, nhà rất là nhiều thuốc nam nha các bạn. Xà đen, lá mơ, vòi vôi, bút vôi gì đó. Rồi đây, qua đây là bông trang, cây sim, sim ăn nè các bạn. Sim các bạn hay ăn đồi sim tím đấy. Đây, đây là hoa ngũ sắc mà đợt Tết Mr. Alo có vô vườn này bán. Hiện nay anh đang chăm lại, anh đang nhập thêm. Cái này là cái gì? Linh Sam nè các bạn, Sam bonsai nè. Rồi đây là cây mít hả? Mít nè, này là cái gì? Dúi hả? Hồng Ngọc Mai đó. Còn đây ngũ sắc luôn, Linh Sam luôn nè. Đó, ngũ sắc. Ngũ sắc nhìn thấy xa xa là các bạn thấy màu không? Cái này cũng là dúi, dúi, dúi nè. Dúi nhưng mà từ địa phương, từ toàn quân nó là cây gì ta? Đây, cây bông rậm hả? Bùm bùm rậm. Đây, cây cây bùm rậm này. Cái này chắc tôi nghĩ quê ai cũng có nè. Đó, cây dúi á. Miền Trung Phú Yên gọi là cây dúi. Cái trái nó lạ lạ, hồi nhỏ là hay hái ăn nè. Giờ tôi hái ăn luôn nha. Cây cảnh của ảnh mà hái ăn anh chửi. Đây, đây nè các bạn đó. Hồi nhỏ hay lên ra đồng á, ra đồng hái. Hái cái này với me với gì? Keo á. Keo là từ địa phương keo nhưng mà từ toàn dân là cái gì ta? Keo á, cái trái keo á các bạn. Từ toàn dân là từ gì á? Ai biết comment nha, bởi vì từ địa phương Phú Yên là keo. Keo ăn á các bạn nha, chứ không phải keo tràm ở miền Tây đâu nha các bạn. Ai ở miền Trung nói từ keo là hiểu. Đây, hoa ngũ sắc. Tết bán chạy. Tết quê Mr. Alo bán chạy lắm. Đó, ngũ sắc này các bạn. Hoa hoa này là các bạn muốn nghe anh Sa sao anh ấy là nói là muốn ra thì các bạn cứ cắt 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 là nó sẽ ra, chứ không cần phải chờ thêm mùa thứ năm. Gần Tết là trước Tết cắt nhiều tháng không? 45 ngày là chơi à. Vậy đó. Đó, cây linh sam nè các bạn. Đó, cây cảnh nè. Đó, linh sam này đẹp nè các bạn. Giá gì? Giá thác đổ hả? Giá quan nhân hả? Quan nhân nè, ghê không? Đủ loại à. Mr. Alo không có chuyên cây cảnh cho nên là đây, còn cây này là đang đang uống là hình con gì? Con thú nè các bạn. Tôi thấy cây này đẹp nè, nhưng mà cái gốc gốc cũng chưa êm đúng không? Hơi nhỏ đúng không? Đây, bông giấy. Lia từ đây ra đây luôn, đi review luôn. Đây là mai gì? Mai gì? Mai xuân nhưng mà mai tên gì chứ? Tư quý luôn hả? Đây. Cũng là mai. Có thêm khuyến mãi, thêm trang trí, thêm lon Coca-Cola. Còn đây là bông giấy, là chụp hình với bông giấy nè các bạn. Giấy ngũ sắc nha các bạn. Wow, ghép à, đây 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 đây, rồi rồi rồi, bắt bắt nhịp được rồi nè. Ngũ sắc nha. Đây một màu nè, hai màu nè. Đây đây đây, ba màu nè. Đó, ba bốn màu rồi đó, đó. Ồ, ghê vậy. Ngũ sắc nhưng mà cảm giác mới có bốn màu à. Rồi. Vậy ai ai gợi ý giúp cho anh Ba Sa thêm một màu nữa đi các bạn. Rồi, cũng là mai. Anh ảnh chuyên mai. Khu vực khác mai đẹp hơn thì đừng chê nha. Có nghĩa là nhà có gì trồng đó chơi đó thôi. Đam mê là chính hiểu không? Mai, bên cạnh có chuồng gà luôn. Cây này là cây gì bạn xa? Cây này nè, ốc hả? Này cốc. Cốc ăn hay là cốc cảnh?
còn lộc vừng đâu? Lộc vừng này 2,5 triệu, 4 triệu gì á đúng không? Đây cây lộc vừng 2,5 triệu đó các bạn. Đâu? À ra đấy hả? Đây lộc vừng đang 2,5 triệu đó các bạn. Đó. Đâu mai nhỏ đâu? Cây này hả? Cây mai miền Nam mua về hả? Mua về ông kiếp hả? Mua Long An. Vậy kêu đệ bảo ở Đồng Nai chuyển cho gì vài cây. À vậy hả? Còn ngày nay vẫn là cây dúi hay là cây linh sam? Bùng rụm nè. Con cây này là gì nữa anh ơi? Nè. À pháo hoa. Tôi là thích hoa này nha các bạn. Pháo hoa Tết nó bùm 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 bùm. Cây sổ hả? Ồ đẹp à, tôi lại thích cây này nè. Cây này mắc không? Mắc không? Mua mấy trăm hả các bạn? Về để ghép. Tính ra cũng nhiều loại cây quá ta. À cây sổ đỏ nè. Cái hoa nó tượng trưng cho đồng tiền đất nước của Brunei nè các bạn. À, về đây review cho các bạn cái đại lý Hồng Sao Anh, đam mê là chính thôi chứ không có bán buôn gì đó. Đặc sản của ảnh đây, mai không nè các bạn ơi. Đó, tứ quý ghép. Ghép cúc luôn. Ghép hoa cúc. Wow. Wow, tứ quý ghép cúc hoa 150 một cánh, 150 nha các bạn. Đang ghép. Wow, wow, wow. Các bạn ơi, các bạn có gợi ý đề xuất gì về đàm đạo với ảnh, hướng dẫn cái ảnh thêm nè các bạn đó. Ảnh đang đam mê tứ quý cúc, là bông cúc đó các bạn. Wow, wow, wow. Mai cúc á, mai cúc Bình Định đấy. Trời ơi, chỗ này là một nồi mai nè. Đây nữa nè các bạn. Tết mai vàng rực. Nhà ảnh không có bán đâu nha, nhưng mà ai mua vẫn bán. Ai hỏi giá được chơi luôn. Mai là đứa con tinh thần của ảnh. Ai có đam mê, sở thích và biết chăm sóc, ảnh mới bán. Ảnh hay chỗ đó đó, chứ không phải bán cho người không biết chăm sóc ảnh bán. Ảnh nói về là tội cái mai, đứa con tinh thần mà. Đó, mai không. Đi đâu thấy mai hết. Mai luôn. Bông giấy nữa kìa, hầu như là mai. Wow, các bạn thấy ngôi nhà giống như phố cổ Hội An chưa? Chụp hình sống ảo y bài luôn. Rồi, clip mai xong, giờ đi uống cà phê. Rồi, giờ mình uống cà phê đàm đạo về với ảnh về cái cảnh cũng như cá cảnh. Các ai có sở thích cá cảnh không các bạn? Này cá là vui thôi, bảy màu không các bạn? Các bạn hiểu biết bảy màu mà đúng không? Mời các bạn cà phê. Phú Yên là cà phê đậm đặc. Ngồi uống cà phê nhìn cá bơi này cũng tịnh tâm á các bạn. Sống chậm để yêu thương hơn. Cây này là cây hổ hổ, lửa hổ hả? Lửa hổ, chống tà ma nè các bạn. Chống rắn á, chống khí độc. Nhưng mà phong thủy thì chống tà ma nữa. À. Đây. Trước cửa nha các bạn nên có cái này để chống khí độc. Khi mở cửa ra khí độc nó vô á. Đúng không? Theo quan điểm dân gian như vậy nha các bạn đừng cãi. Đừng chửi Mr. Alo nói không đúng nha. Rồi. Clip đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ subscribe kênh Mr. Alo cũng như follow kênh TikTok Trường Alo đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Bye bye.